Xin chào thầy và các bạn, hôm nay em xin trình bày về bài tập 6, đó là hiện thầy chữ hello chạy trên 8 nét 7 đoạn, yêu cầu là vẽ mặt nguyên lý, lưu đồ, ký code và mô phỏng. Sau đây là phần vẽ mặt nguyên lý. Sẽ dùng chung và sẽ bài tập này chúng ta sẽ sử dụng cộng nốt thay cho string to để mô phỏng cho chính xác. Lắp các thiết bị cần thiết vào. Ta bắt đầu nối dây.
ngon. Em xin trình bày vẽ lưu đồ cho. Đây là lưu đồ của bài em đã vẽ. Đầu tiên, như những bài khác, chúng ta sẽ là khai báo thư viện, cấu hình các chân. Sau đó, đó là giải mã và hiển thị. Sau đó dùng là for cho m bằng 0, m nhỏ hơn 6, m cộng cộng. Và thêm một dòng for đó là cho n bằng m, n nhỏ hơn m cộng 8 và n cộng cộng. Sau đó nó sẽ xuất ra, sau đó nó sẽ gán dữ liệu hiển thị n trừ m sẽ bằng dữ liệu hiển thị thứ n trừ m bằng dữ liệu bằng chữ hello thứ bằng mã của hello thứ n. Sau đó nó sẽ giải mã và hiển thị ra màn hình. Đây là phần code của chương trình. Đầu tiên là chúng ta sẽ khai báo thư viện, đó là F16887 và sử dụng for hs, sử dụng delay 20 m. Sau đó ta là sẽ là khai báo con khai báo unsigned cho biết hello. Ở đây ta khai báo là không XFF 8 mã không XFF, và sau đó đây là đoạn mã của các chữ cái h e l l và o. Đây là tiếp theo tổng cộng đó là 21, và khai báo dữ liệu hiển thị là không XFF. Sau đó ta gán các biến m n quét đi t và hiển thị. Đây là hàm hiển thị đầu tiên cho t bằng 0 và t nhỏ hơn 100, t cộng cộng. Sau đó ta sử dụng hàm quét bằng không XFE, có nghĩa đây là 1111110, và sử dụng hàm for cho y bằng 0, y nhỏ hơn 8, y cộng cộng. Sau đó ta xuất ngõ d output quét, sau đó ngõ c output c hiển thị dữ liệu hiển thị thứ y bằng 0 thì dữ liệu hiển thị thứ y, nó sẽ xuất không XMS ra màn hình. Rồi sau đó delay 20 ms. Rồi cái hàm này là hàm chống lem không XFF quét, nó sẽ chống lem cho cái led của mình. Sau đó biến quét sẽ bằng quét dịch 1 và cộng thêm 1, quét dịch 1 và cộng thêm 1. Như vậy cứ tiếp tục quét sẽ led dần về sẽ hiển thị toàn màn hình. Đây là chương trình chính. Ta chọn đầu tiên ta sẽ set chip cho C và D bằng 0. Quay trùng for m bằng 0, m nhỏ 14, m cộng cộng. For n bằng m, n nhỏ m cộng 8, n cộng cộng. Và dữ liệu hiển thị thứ n trừ m sẽ bằng dữ liệu bằng sẽ bằng hello bằng mã thứ n trong hello là cho đây. Ta có tổng cộng 21 mã. Và sau khi chạy hết dòng lệnh for này, nó sẽ hiển thị ra màn hình. Ví dụ khi m bằng 0. Đây, khi m bằng 0 thì màn hình sẽ hiển thị màn hình sẽ không có gì hết. Khi m tăng lên 1 thì màn hình hiển thị dần dần sẽ xuất hiện chữ h. M bằng 2 là HE, m bằng 3 là HEL. Cứ tiếp tục như thế. Khi m bằng 5 thì sẽ có chữ hello, và từ từ nó sẽ chạy dần về bên trái, sẽ mất từ hello đến khi m bằng 13.
thì chúng ta sẽ làm cho nó đây, tai hết này, ta ok và chúng ta nhấn. Đầu tiên không có gì xuất hiện hết. Tiếp theo đó chữ H xuất hiện. Tiếp theo chữ E, N, L và chữ O. Vậy là chữ hello rồi xuất hiện trên màn hình và nó sẽ từ từ chạm vào bên trái và mất dần từ từ các chữ cái. Và sau đó nó sẽ tự động chạy lại, lặp đi lặp lại. Vậy là đã đúng yêu cầu mà thầy đề cho. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.